Bất chấp những lo ngại về ô nhiễm môi trường, Trung Quốc tiếp tục tài trợ cho các dự án nhiệt điện than ở Đông Nam Á, trong khi than đang bị dần loại bỏ ở thế giới phát triển vì những lo ngại về ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu. Loại nhiên liệu này hiện vẫn là một lựa chọn năng lượng đang ngày một gia tăng ở nhiều nơi tại Đông Nam Á với vốn đầu tư từ Trung Quốc. Trong khi ở nhiều nơi bao gồm Hoa Kỳ, châu Âu và Đông Á, đang tránh sử dụng than các ngân hàng các công ty xây dựng và năng lượng của trung quốc vẫn tiếp tục cam kết cung cấp tài chính và xây dựng hàng chục nhà máy nhiệt điện than ở nam dương việt nam campuchia và lào than hiện được xem là nguồn nhiên liệu hóa thạch bẩn nhất cho việc phát điện vì có lượng thải khí gây hiệu ứng nhà kính cao nhất cộng thêm là các vấn đề về ô nhiễm đất nguồn nước và không khí do việc khai thác đốt và chất thải từ than. Nhiệt điện than chiếm 56% năng lượng điện của Nam Dương, 34,3% ở Việt Nam và 29,3% ở Campuchia. Và Trung Quốc là nhà đầu tư chính cho các nhà máy nhiệt điện than ở Đông Nam Á. Theo báo cáo của các tổ chức bảo vệ môi trường quốc tế, Trung Quốc là nước duy nhất ngày càng tích cực trong việc theo đuổi việc đầu tư vào các dự án thang các tổ chức tài chính của Trung Quốc, bao gồm Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc, Ngân hàng Trung Quốc, ICBC và Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc, là những tổ chức đứng đầu trong danh sách 11 tổ chức cung cấp tài chính cho nhiệt điện than và trong danh sách 10 tổ chức hàng đầu cung cấp tài chính cho việc khai thác than. Báo cáo của các tổ chức bảo vệ môi trường cho thấy, trong tổng số vốn đầu tư của các ngân hàng Trung Quốc có đến 244,7 tỷ Mỹ Kim được đầu tư vào lĩnh vực liên quan đến than kể từ năm 2016, nhiều hơn các ngân hàng lớn nhất của Hoa Kỳ, châu Âu, Nhật Bản, Nam Hàn và Canada cộng lại. Các cộng đồng cư dân địa phương tích cực phản đối các dự án nhiệt điện than vì ảnh hưởng đến môi trường và xã hội. Khi các nhà máy này hoạt động, cộng đồng cư dân gần đó sẽ phải đối mặt với tình trạng ô nhiễm nước và không khí. Bên cạnh những tác động về môi trường, các chuyên gia lo ngại là việc Trung Quốc tài trợ cho các dự án than sẽ khiến cho các nước Đông Nam Á khó có thể đầu tư vào năng lượng tái tạo. Một mối lo ngại nữa là ô nhiễm không khí. Các thành phố ở Đông Nam Á, bao gồm Jakarta và Hà Nội, thường xuyên bị xếp vào các thành phố ô nhiễm nhất thế giới và than là tác nhân gây ra tình trạng này do sự hiện diện của các nhà máy than được Trung Quốc tài trợ. Theo một báo cáo vào năm 2020 của tổ chức CREA, ô nhiễm qua biên giới từ các nhà máy nhiệt điện than ở các tỉnh láng giềng như nhà máy do Trung Quốc tài trợ ở Ba có thể dẫn đến ảnh hưởng đến sức khỏe cao một cách đáng kể ở Jakarta. Tương tự, một phân tích vào tháng 3 năm 2021 ở Việt Nam cho thấy 24 nhà máy nhiệt điện than đã được lên kế hoạch, phần lớn từ Trung Quốc đầu tư, có thể khiến 70.000 người chết sớm. Theo đánh giá của các chuyên gia, thì các nhà máy than đang được xây dựng ở các nước như Việt Nam, Nam Dương, Campuchia, nhìn chung gây ô nhiễm nhiều hơn và ít hiệu quả hơn so với các nhà máy được xây dựng ở Trung Quốc. Một quan ngại nữa là những thỏa thuận này đặt gánh nặng tài chính trong thời gian dài lên nước nhận đầu tư bằng cách khóa chặt họ vào điều khoản thanh toán dài hạn, kể cả khi nếu như nhà máy đó không còn cần thiết nữa. Với tuổi đời của các nhà máy nhiệt điện than có thể lên đến 50 năm, các nước như Nam Dương, Việt Nam, Campuchia có thể sẽ phải trả nợ cho Trung Quốc trong nhiều thập niên. Đối với Trung Quốc, đó là một trò chơi dễ dàng, cung cấp vốn lưu động xây dựng một nhà máy với lực lượng lao động của chính họ, rồi sau đó phía bên kia sẽ phải trả lại tiền. Và như thế, Trung Quốc trói buộc nước nhận đầu tư vào quan hệ con nợ, chủ nợ. Phần lớn các tài trợ của Trung Quốc cho các dự án thang ở nước ngoài, tận dụng nguồn lao động Trung Quốc là chủ yếu, bao gồm các nhà thầu Trung Quốc và công nghệ Trung Quốc. Điều này đặt ra câu hỏi, nên kinh tế địa phương thật sự được lợi bao nhiêu từ các thỏa thuận này. Đã có nỗ lực nhằm đưa các nguyên tắc xanh và bền vững vào sáng kiến vành đai con đường. Một chiến lược phát triển hạ tầng cơ sở do Trung Quốc đầu tư đưa ra vào năm 2013 nhằm đầu tư vào gần 70 quốc gia trên khắp thế giới. Cũng đã có hy vọng rằng việc Trung Quốc đưa vào thêm điều khoản văn minh sinh thái vào năm 2018 là một phần của chương trình phát triển kinh tế bền vững sẽ đồng nghĩa với việc ít đầu tư hơn cho công nghệ than tuy nhiên tại đông nam á hiện vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy trung quốc sẽ theo các nước láng giềng và ngừng xuất khẩu cũng như tài trợ rộng rãi cho công nghệ than gây ô nhiễm trong khu vực